Lời Chúa theo Thánh Mát-cô, chương 4, câu 35 đến 41. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-xu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-xu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện Chúa Giê-xu và các môn đệ sang bên kia biển hồ như được trình thuật trong Tin Mừng hôm nay không chỉ có ý nghĩa địa lý là di chuyển từ nơi này sang nơi nọ, cũng như sóng gió nổi lên không chỉ mang ý nghĩa về khí tượng thuần túy, nhưng các sự kiện đó còn mang cả ý nghĩa thần học. Theo đó, việc Chúa Giê-xu và các môn đệ rời khỏi miền đất Israel để đi sang phía dân ngoại mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là việc loan báo tin mừng cứu rỗi đến với muôn người, và sóng gió nổi lên tượng trưng cho sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ nổi lên chống lại Chúa và các môn đệ. Chúng ta biết, ở biển hồ Tiberia, sóng gió nổi lên bất thường, nhất là những cơn dông làm sóng cao hơn 2 mét. Trình thuật tin mừng cho thấy, dông bão rất lớn, sóng tràn vào và làm thuyền gần ngập. Các môn đệ là những tay trải lưới nhà nghề mà còn phải sợ. Tuy nhiên, như trình thuật tin mừng, lúc đó Chúa Giê-xu đang ở đằng lái, gối đầu mà ngủ. Giấc ngủ ấy khiến ta liên tưởng đến cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập giá. Trong cái chết đó, Chúa Giê-xu dường như đã thất bại trước các quyền lực của sự dữ. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã thức dậy, nghĩa là người đã phục sinh. Và sự phục sinh của người loan báo cuộc chiến thắng vĩ đại của người trên mọi quyền lực của ma quỷ và sự dữ, cũng như của bất cứ thế lực nào chống lại giáo hội. Con thuyền lênh đênh trên sóng nước biển cả, rồi loạng choạng trong cơn bão táp, làm các môn tông đồ kinh hãi sợ muốn chết. Đó là hình ảnh của giáo hội tại thế, của giáo hội lữ thứ. Đời của một lữ khách vui buồn chen nhau, cũng giống như đây, biển mấy khi được cảnh trời trong bể lặng mãi đâu. Nhưng là thân lữ khách, họ biết phận mình là thế, và trong muôn cảnh vực, họ luôn có hy vọng về tới bến cứu độ. Đời sống của giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu được ví như một cuộc ra khơi. Thiên Chúa luôn ngồi đằng sau con thuyền giáo hội. Đôi khi Ngài có vẻ ngủ say, nhưng thực sự Ngài vẫn ở đó. Ngài vẫn luôn hiện diện trong giây phút cần thiết, ngay cả khi chúng ta tưởng như Ngài vắng mặt trong những thử thách phong ba của cuộc đời. Ngài luôn là Chúa tể toàn năng. Cái khó không phải là Chúa không tỏ uy quyền toàn năng, nhưng là con cái có còn tin vào đó không? Có cầu xin như các tông đồ hôm nay không?
chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa toàn năng là đứng cai trị những bão táp bên ngoài và cả những bão táp bên trong tâm hồn chúng ta. Ngài cũng thống trị cả những cơn bão táp bên trong cuộc đời thăng trầm của mỗi người và cả nhân loại nữa. Ước gì chúng ta luôn có được xác tín của Phao-lô tông đồ. Thiên Chúa không để chúng ta bị thử thách quá sức chịu đựng. Ngài sẽ ra tay cứu giúp mỗi khi chúng ta kêu cầu đến Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con dốc lòng tin rằng Chúa vẫn hiện diện với chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến cầu nguyện với Chúa, để Chúa làm yên cơn sóng gió và đưa con thuyền cuộc đời chúng ta về tới bến bờ bình an. Amen.